Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của Lekan News. Từ những nguồn tin chính thống, chúng tôi mang đến những tin tức mới mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin. Đã có kết quả về chất bột lạ hai người đàn ông mang vào sân bay Phú Quốc. Bị phạt tù cho hưởng án treo vẫn giữ chức phó giám đốc bang. Phát hoảng với cách người bán nước tái chế cốc đem đi bán nước, Bộ Ngoại giao thông tin về việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Philippines. Nguyên nhân vụ cô gái trẻ tông cước đánh ba thanh niên có liên quan đến đánh ghen. Liên quan vụ cô gái trẻ lao ra giữa phố chặn đầu ô tô, tung cước đánh người đi đường xảy ra ở Hồ Tây, Hà Nội, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, một số ý kiến còn cho rằng cô gái này đang đi đánh ghen nên mới khiến sự việc ầm ĩ như các đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trưa ngày 18 tháng 5, đại diện lãnh đạo công an phường Thụy Khuê cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 5 tại đoạn đường trước số 39 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo vị đại diện này, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát là do cô gái đạp vào xe ô tô của nhóm thanh niên. Cô gái này có biểu hiện không bình thường, chặn hàng loạt xe ô tô và bắt phải quay đầu. Việc xảy ra sâu sát là do cô gái đạp vào xe ô tô. Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã cử cán bộ tới hiện trường. Tuy nhiên lúc này cả hai bên đã rời đi, vì đại diện cho hay. Như đã đưa tin, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạt clip ghi lại vụ ẩu đả giữa một cô gái trẻ và người đi đường đoạn ven Hồ Tây, Hà Nội, khiến dân tình xôn xao theo clip trong lúc đi trên đường ven hồ tây cô gái trẻ mặc váy ngắn đeo tai nghe và ba lô bất ngờ lao ra giữa đường chặn đầu một ô tô rồi quát lớn quay xe lúc này một người đàn ông ra ngăn cản yêu cầu cô gái trẻ dừng hành động của mình liền bị cô gái lao vào tung chưởng ngay sau đó xảy ra ẩu đả giữa ba thanh niên với cô gái trẻ nói trên vụ việc làm tuyến đường giao thông ven hồ tây bị ủng tắc cục bộ vì rất đông người dân đứng xem vụ việc Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lý giải nguyên nhân lùi lịch dự kiến xét xử Nguyễn Phương Hằng. Vừa qua, báo chí đăng tải thông tin lịch xét xử Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương, và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 5, ông Sĩ Hồng Nam, Phó Tránh Văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây chỉ là lịch dự kiến, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến kế hoạch xét xử từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6, quyết định xét xử chưa được tống đạt cho bị cáo và người tham gia tố tụng trong vụ án. Do thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch xét xử trước đó, ngoài ra vụ án có nhiều luật sư tham gia, chưa được tiếp cận hồ sơ nên kế hoạch dự kiến xét xử có thay đổi. Ông Nam thông tin, theo ông Nam Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có kế hoạch xét xử chính thức và tống đạt quyết định xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên, đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập. Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh làm rõ để xử lý. Ngôi nhà xây rào bao quanh nhưng vẫn bị trộm leo vào bế mất lồng chim theo loạt hình ảnh được gia chủ cung cấp một đối tượng đã đột nhập vào nhà và đang nhẹ nhàng gỡ chiếc lồng chim đang treo trên mái che trước sân nhà rồi tức tốc chạy một mạch về phía hàng rào sau đó một đối tượng khác mặc áo trắng đang đứng bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới thấy đồng bọn lấy được lồng chim thì nhanh chóng tiến gần vào hai đối tượng cách một hàng rào kẽm gai truyền chiếc lồng chim hết sức ăn ý kế đó thanh niên áo trắng mang chiếc lồng quay người chạy một mạch ra xe để lại đồng bọn tự trèo tường ra ngoài cuối cùng hai tên trộm lên xe rời khỏi khu vực chủ nhân của chiếc lồng chim đã đăng tải đoạn clip kèm theo dòng cáp trần cây cú mong gặp lại hai tên trộm để cho chúng một bài học dưới phần bình luận nhiều người cũng vào chia sẻ câu chuyện bị trộm mất chim của bản thân đồng thời chia buồn cùng chủ tài khoản quân lười biến, tay chân lành lặn mà muốn kiếm tiền bằng công việc nhàn hạ, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Mình cũng vừa bị trộm vào nhà lấy mất con chim chào màu, xem clip này càng buồn hơn. Ai thích nuôi chim chóc mới biết đoạn clip này cay đến mức nào. Phát hoảng với cách người bán nước tái chế cốc đem đi bán nước. Được biết vụ việc được người dân ghi lại tại khu vực nhà hát lớn, thành phố Hà Nội. Cụ thể, đoạn video cho thấy, dù đang đứng ở nơi đông người và dưới con mắt của nhiều ánh nhìn qua lại, người phụ nữ vẫn hồn nhiên bới những túi rác để tìm những chiếc cốc nhựa đã qua sử dụng. Sau đó gom về góc tường, nơi có thể là khu vực người này chuẩn bị đồ nghề để đi bán hàng. Nhiều cư dân mạng đều bày tỏ thái độ vô cùng bức xúc với hành vi của người phụ nữ, bởi ngoài việc coi thường sức khỏe của khách hàng, người này còn bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi sự hà tiện khi giá thành của những chiếc cốc nhựa kể trên không phải là đắt đỏ. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cần tìm ra danh tính của người phụ nữ để xử lý nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cũng như lấy lại hình ảnh đẹp cho khu vực được coi là địa điểm thu hút khách du lịch của thủ đô. Một số ý kiến tiêu biểu được cư dân mạng để lại. Lương tâm bị quỷ nhai nuốt rồi tự hại dân mình. Mong các cơ quan chức năng mau chóng can thiệp mất hết hình ảnh của người dân thủ đô. Ly khách để lại trên bàn mang vào rửa tái sử dụng thì còn chăm trước được, chứ bế tự đóng rác thì đem về cho gia đình bà sử dụng đi. Đã có kết quả về chất bột lạ hai người đàn ông mang vào sân bay Phú Quốc. Ngày 18 tháng 5, Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông cáo báo chí vụ việc liên quan đến hai hành khách mang theo túi bột màu xám đen tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Cụ thể, ngày 2 tháng 5 năm 2023, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hai người đàn ông mang chất lạ vào sân bay. Nhân viên an ninh soi chiếu phát hiện một túi bột trong hành lý sách tay của hành khách D, sinh năm 1974, ngụ tỉnh Lạng Sơn. Một túi bột và một túi đá cục trong hành lý sách tay của hành khách B, sinh năm 1973, quốc tịch Trung Quốc. Khi đưa các túi bột này vào máy ngửi chất nổ di động, đã có kết quả cảnh báo màu đỏ, nghi là chất nổ Công an tỉnh đã thụ lý vụ việc theo quy định pháp luật, quyết định trưng cầu giám định. Kết quả, hạt mịn màu xám chứa trong hai túi nhựa không phải là thuốc nổ. Như đã đưa tin, tại thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, hai hành khách này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai túi bột. Làm việc với cơ quan chức năng, một trong hai người đàn ông này khai nhận, hai túi bột nói trên là tinh quạng được xây ra để bán cho khách hàng. Họ đã mua nó từ một cửa hàng Kim Hoàng ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi mang đi Phú Quốc cách đó 4 ngày và khi chuẩn bị khởi hành từ Phú Quốc đi Hà Nội thì bị phát hiện. Đến sáng ngày 3 tháng 5, cơ quan chức năng đã không tạm giữ hai người đàn ông và tiến hành giám định cụ thể để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Xuất hiện các điện luân phiên, Bộ Công Thương nói đã có chỉ đạo Chiều ngày 18 tháng 5, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ với sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải. Nhiều vấn đề nóng liên quan đến ngành điện, đảm bảo cung ứng điện và giải quyết các vướng mắc cho những dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã được đặt ra. Về tình hình thiếu điện và thực tế các điện luân phiên đang xuất hiện ở một vài địa bàn, ông Trần Việt Hòa, cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho hay trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hàng năm luôn phải đối mặt với những khó khăn về đảm bảo cung ứng điện. Lý do là hệ thống có nhiều nguồn thủy điện, năng lượng tái tạo phụ thuộc vào thời tiết. Thực tế, nhiều hồ thủy điện thiếu nước, về mực nước chết và gây khó khăn cho vận hành cung ứng điện. Trước tình trạng kể trên, ông Hòa khẳng định Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp để ứng phó. Cụ thể, Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo cung ứng nhiên liệu than khí để phát điện ngay trong vòng tháng 5, Bộ đã tổ chức họp cùng với các tập đoàn để có những chỉ đạo cụ thể, với quan điểm nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội. Về huy động nguồn điện của các nguồn năng lượng tái tạo, ông Hòa cho biết, đến nay Bộ Công Thương đã thống nhất giá tạm thời của 8 nhà máy điện gió, điện mặt trời đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các chủ đầu tư thống nhất. Trên cơ sở đó, khi các chủ đầu tư đáp ứng đầy đủ những quy định thì sẽ huy động lên lưới giá tạm thời chỉ là một yếu tố để đáp ứng tiêu chí về huy động nguồn điện lên lưới. Ông Hòa thông tin. Trộm gần 100 triệu đồng từ Bến Tre lên Long An bị bắt giữ. Sáng ngày 18 tháng 5, Công an huyện Bến Lức Long An cho biết đã bàn giao đối tượng Hồ Văn Quốc, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, cùng tăng vật cho Công an huyện Mỏ Cái Nam, Bến Tre để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, theo thẩm quyền. Trước đó khoảng 20 giờ tối ngày 15 tháng 5, Trình Nguyễn Trần Phương Dung, 39 tuổi, ngụ Tiền Giang, trình báo bị mất trộm xe máy, vàng và hơn 2.000 đô la Mỹ, tổng trị giá trên 100 triệu đồng tại địa bàn thị trấn Mỏ Cải Nam, huyện Mỏ Cải Nam. Tiếp nhận thông tin từ công an huyện Mỏ Cải Nam, lực lượng huyện Biến Lức cùng lực lượng dân phòng liên xã phòng chống tội phạm huyện Biến Lức tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Biến Lức đến rạng sáng ngày 16 tháng 5 phát hiện đối tượng Quốc điều khiển xe máy như thông tin trình báo, chạy từ hướng Bến Tre đi thành phố Hồ Chí Minh nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi vừa trộm cắp xe máy và tài sản đang trên đường tàu thoát thì bị bắt giữ. Bị phạt tù cho hưởng án treo, vẫn giữ chức phó giám đốc ban. Ngày 18 tháng 5, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long có văn bản trả lời về trường hợp ông Trương Văn Tuấn đang giữ chức phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp dù trước đó đã bị tuyên án tù và cho hưởng án treo. Trước đó tháng 11 năm 2022, ban quản lý dự án các khu công nghiệp Vĩnh Long công bố quyết định bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp. Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi tháng 5 năm 2022, ông Tuấn bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ sập tường làm 7 người chết, một người bị thương. Ông Tuấn sau đó bị cách chức trưởng phòng nhưng không cách chức phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp, vị ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đơn vị này để thực hiện nhiệm vụ thanh quyết toán, tất toán, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo thực hiện việc điều hành hoạt động không bị gián đoạn, ông Tuấn được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu và tuyến công nghiệp. Bộ Ngoại giao thông tin về việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Philippines Chiều ngày 18 tháng 5, tại cuộc họp báo thường kỳ, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi đề nghị cập nhật thông tin về việc Philippines giải cứu hơn 1.000 người, trong đó có công dân Việt Nam như chúng tôi đã thông tin thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ ngoại giao đến nay đại sứ quán việt nam tại philippines đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của philippines để xác định tình trạng cư trú của lao động phối hợp cung cấp thông tin để thúc đẩy chính quyền sở tại sớm đưa ra phương hướng giải quyết và điều tra vụ việc kịp thời tiến hành công tác bảo hộ công dân đảm bảo quyền lợi và lợi ích của công dân việt nam bộ ngoại giao đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền về việc người dân ra nước ngoài tìm việc theo hình thức tự túc cần hết sức cảnh giác với các lời mời chào như việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp, thì họ có thể nhanh chóng trở thành nạn nhân bị bóc lột sức lao động trong các cơ sở cơ bạc trực tuyến, cư trú bất hợp pháp hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Bà Phạm Thu Hoàng nói, trước đó Bộ Ngoại giao cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, ngày 4 tháng 5, các lực lượng chức năng Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người trong đó có công dân Việt Nam bị ép buộc làm việc trong cơ sở do tập đoàn Clark Sun Hub làm chủ ở Pampanga, gần thủ đô Manila. Những người này hiện đang lưu trú an toàn tại một cơ sở do cơ quan chức năng Philippines bố trí. Thứ trưởng Bộ Công Thương giảm 50% phí trước bạ, thu khác từ ô tô tăng gấp đôi. Tại họp báo thường kỳ vào ngày 18 tháng 5, Bộ Công Thương nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước. Dẫn báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, lượng xe bán ra thị trường đã suy giảm mạnh. Các doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng tồn kho tăng cao. Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương quan điểm năm 2020-2021 – việc giảm lệ phí trước bạ 50% cũng đã được thực hiện. Ngoài những nỗ lực của doanh nghiệp để giảm giá bán, cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Theo tinh thần nghị quyết số 11 của chính phủ, quan điểm Bộ Công Thương rất ủng hộ giảm lệ phí trước bạ 50%. Trong đó, chúng tôi đề xuất giảm lệ phí trước bạ trong năm 2023. Ông Thành chia sẻ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, trên thực tế, việc giảm lệ phí trước bạ những năm vừa qua cho thấy việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không những giữ vững mà còn phát triển, góp phần tăng doanh số bán xe, giúp thu ngân sách tăng lên qua các loại thuế khác. Cụ thể, việc ban hành chính sách giảm giá 50% phí trước bạ trong 6 tháng năm 2020 khiến số thu lệ phí trước bạ giảm 7.314 tỷ đồng, nhưng tổng số thu ngân sách nhà nước về ô tô lại tăng 14.110 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, 4 tháng đầu năm, sản xuất ô tô giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.